cá lăng bao nhiêu ký vậy? 200. À, 200 ngàn ký cá lăng. Cá tai tự sống này là 75 ngàn ký rồi các bạn. Đi trong nhà lồng ép lắm các bạn. Chết giòn hả? Bao nhiêu ký vậy cháu? 115 ngàn. À, 115 ngàn ký chết giòn. Cá này là cá bông mú không? Bông mú này nhiều cháu. 210 ngàn một ký cá bông mú các bạn. Cá nhỏ. Cá nhỏ đó các bạn. Cá bự nhỏ rẻ ơi. Vậy là cá bự là rẻ hơn cá nhỏ cháu ha. Tôm này giá đang bao nhiêu chị? À, 150 ngàn ký tôm thẻ sống này các bạn. Bên trong nhà lồng đấy các bạn. Cái tầm con to này nhiêu ký vậy? Bao nhiêu rồi? Cá sống thì 225. À, cá sống là 225 ngàn. Cá ngọt chắc chín thôi. À, cá ngọt là 190 ngàn. To ghê á, cá tầm to ghê á. Cái kèo này to quá, nhiều ký gì cháu? Dạ 250. Ồ, 250. Còn cá chạch này cháu? Dạ 75 ngàn. Ở đây là số là bỏ sỉ không đâu ha? À, cá chạch này là 75 ngàn ký rồi các bạn. Cái kèo to này là 250 ngàn này các bạn ơi, to ghê á. Đây là quang cảnh khu hải sản tươi, khu nhà lồng ép lúc hơn 5 giờ sáng. Tuấn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Nguyễn Hòa đã tham quan khu này chuyên về cá các bạn ơi, quá nhiều cá. Cá đối đủ loại, 50, 20. Ô này đi chợ sớm ha. Rồi khu này toàn cá đối không các bạn ơi, mà đủ loại giá. Ồ, bên đây tôm sú to ghê các bạn. Nếu mà anh đi vòng vòng bên trong nhà lồng ép tham quan khu bán hải sản tươi. Đây là toàn cảnh bên trong nhà lồng ép đó các bạn. Tôm này nó gọi là tôm tôm tách không chị? Dạ. Nhiều ký rồi chị. Đa số bên trong lồng chợ là bỏ sỉ không các bạn ơi. Những tiểu thương lên lấy về bán đa số là bỏ sỉ không. Trời ơi, khu này sẽ mực sẽ mê luôn các bạn ơi, đủ thứ mực thạch to. Rồi thạch to mực sẽ mê luôn các bạn ơi. Sống là 250, 250 ngàn một ký chục số rồi các bạn. Nước lạnh đấy.
dưỡng cho gà chị vậy? Cá chè sống đàng hoàng, bơi 60.000 ký các bạn. Đây có cá kèo nữa các bạn nè. Cá kèo này bao nhiêu ký? 200 mấy hả? 300. 300 ngàn ký. Ủa cá kèo con nghe. 43 ngàn. Nãy con cái con kia là mấy con đó. Tôm thẻ sống này 140 ngàn các bạn. Trong nhà lồng mà. Chào anh luôn. Này 140 anh hả? 160 ngàn. Ô, con này to nghe ha. 180 ngàn. Đây anh bắt tôi đẹp trai đây. Đây là Phượng Yến hả? Số điện thoại là 0909 969656. Trời ơi, con bự ghê ha. Quá trời luôn. Bự luôn, quá bự luôn. Rồi, chào anh nha. Cua này bán cá thắt lát các bạn. Cá thắt lát, cá nàng hai rất nhiều. Đây là cá nàng hai đó các bạn. Còn bên đây là cá thắt lát nè. Cá nàng hai nó có chấm chấm trên da đó các bạn. Còn cá thắt lát là không có. Còn cá nàng hai to nè các bạn. Cá thắt lát này mà chưa đạo bao nhiêu ký vậy chị? Chưa đạo là bao nhiêu ký vậy chị? 80 ngàn một ký cá thắt lát. Ô, cua này cá thắt lát nhiều quá nha. 80 ngàn một ký nè các bạn ơi, cái đi chợ đầu mối Bình Điền nè. Cái khu này là khu bán cá thắt lát rất nhiều nha các bạn. Đào ra chắc bán cũng phải 200 mấy một ký rồi nha. 200 mấy một ký. Thì cá chạch. Cá kèo quá trời luôn các bạn. Cá kèo này to quá, nhiều ký gì cháu? Dạ 250. 250. Còn cá trạch này cháu? Dạ 75. 75 ngàn. Ở đây đa số là bỏ sỉ không đâu ha. Cá trạch này là 75 ngàn ký rồi các bạn. Cá kèo to này là 250 ngàn này các bạn ơi, to ghê á. Cá nữ đang sống nè, bơi nè. Sống thả ra này cho nó chơi với đó này. Đó là đang ngáp nè. Quay quay gần gần một tí nó mới thấy nè. 90 ngàn ký thôi nha. Đây là cá đại tượng bên trong nhà lồng bán 90 ngàn ký đó các bạn. Còn cá này là cá lăng. Cá lăng bao nhiêu ký vậy? 200. 200 ngàn ký cá lăng. Còn có con hả? Mới một con rồi. Đang sống luôn hả? Sống luôn chứ. Bao nhiêu ký vậy? Sống luôn. Cá đại tượng này là 75 ngàn ký hả chị hả? Cá tai tự sống này là 75 ngàn ký rồi các bạn. Đi trong nhà lồng ép đó các bạn. Cá đó là cá gì? Chép giòn hả? Bao nhiêu ký vậy cháu? 115 ngàn ký chép giòn. Cái cá này là cá bông mú phải không? Bông mú này nhiều cháu. 210 ngàn một ký cá bông mú đó các bạn. Cá nhỏ đó các bạn.
Vậy là cá bự là rẻ hơn cá nhỏ hả cháu ha? Cá tai tượng thì sao có 7-8 ngàn chỉ rẻ hơn cháu ha? À. 75.000 ký đó các bạn ơi, bạn nào có đi chợ đầu mối thì về ghé bữa cháu là bữa gì? À 7 tu hả? À gái bữa 7 tu mua à. Rồi cảm ơn cháu nhiều nha. Ồ đây cá lưỡi trâu tôm. Đây cá rô cá lóc cũng nhiều các bạn ơi. Ở trong đây đa số là bỏ sỉ không anh nha. Bán lẻ luôn. À bán lẻ luôn á. Cá lóc này đen đen này như cá lóc Thị An không nha. Có nhiều ký vậy? 55.000 cá lóc Thị An nè. Bên trong nhà lồng các bạn. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. 40.000 mà cũng thế nè, ít người cũng có ai mua nữa. Giờ nó làm chợ này làm con người như thế rồi. Là đi dưới không mà tao đâu đi chợ tao đâu. Chúng ta tham quan bên trong nhà lồng chợ ép đó bạn. Chợ ép đó bạn. À, cá lóc này có 40 ngàn này các bạn. Thằng bán người vốn, không cái vốn biết nhiêu rồi, vốn mấy 50 ngàn rồi đó. Hôm qua có người xem á, họ nói trời cá lóc chỗ anh quay sao mà rẻ ở dưới tôi á, 80 ngàn, 100 ngàn ký. Đúng rồi. Trời ơi, cá lóc này có 40 ngàn. Cái này là vốn bốn mấy 50 ngàn, bây giờ bán 40 ngàn. Cá lóc ở ngoài chỗ nào mà nó nói là 80 ngàn ký anh, đúng không? Rồi chào anh luôn nha. Ồ, cá lóc này có 40 ngàn ký nè các bạn ơi. Ở trong nhà lồng á các bạn. Đâu ra mình xúc lên cho khổ cơ chứ ai. Nhà đi cũng bự rồi chứ đâu nhỏ. Ủa này cá kèo không ạ? 180 đó cậu. À cá kèo này là 180 ngàn á. Sống. À kêu sống á nha. Muốn chết luôn bữa nay. Tối nay mà còn lại 50 kg. Kêu sống nè, 180 ngàn. Ê, muốn chết luôn. Để lòng rồi luôn. Để đi chút xíu nữa đi rồi đây. Cái lăng nữa là đỏ đỏ anh ha. 100 ngàn. 100 ngàn á nha. À 100 ngàn ký cái lăng nha. To ghê các bạn. 100 ngàn ký cá lăng bên trong lồng chợ ép đó các bạn. Bỏ này rẻ lắm vậy. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. À trăm mấy hả? Đây rẻ 130. À 130 ngàn ký tôm đất nữa các bạn. Tôi mình đang bún nhảy luôn, đang sống bún nhảy luôn. Bán được không chị? Cái này chợ đó mà chị ha. À, thấy là ai cũng than chợ quá trời luôn. Tôm đất sống bún luôn 130 ngàn hả chị hả? Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Đây đây là mực ống nhỏ, mực ống lớn. Cá kẽm sống cũng nhiều quá các bạn. Cá rất nhiều các bạn ơi, cá đối, cá kẽm, cá đối nữa các bạn.
chỗ này chứ chỗ đó thôi. Trời ơi, thấy mực ống chứ mê rồi. À trời ơi quá hả? À, mực ống này là 180 nè các bạn. Đây là 150. Ở trong này đa số bỏ sỉ không anh ha? Bỏ lẻ 5-7 kg, 7 kg bỏ lẻ chứ. Có nhiều người họ đi mua 1-2 kg đâu có bán đâu không? Bán luôn. Bán luôn hả? À. Đầu cá hồi cá cam đó ha. 30 ngàn đầu cá hồi. Trời, khu này quá trời mực luôn các bạn ơi. Mực mê luôn. Mực nang, mực lá, cá. Trời ơi, hai con cá. Ôi, hai con cá, cá gì mà to quá vậy? Cá kẽm mà. Trời ơi, con này to ghê thiệt á. Con này chắc phải 10 kg ra. Quá to luôn. Con cá chẽm to quá các bạn ơi, khoảng 10 kg có đó các bạn. Ờ, khu này là cá chẽm, cá chiên, cá đối. Cá đối rất nhiều. Chị rồi đưa chị lên chăn bìa luôn rồi á. Chị đây nè, chị này chăn bìa luôn nè. Lúc chị cầm con cá lạc á, tôi quay rồi, tôi quay đưa chị lên chăn bìa luôn á. Bây giờ cầm cá, giờ cầm cá bớt rồi. À rồi. Chị cầm cá bớt đi. Ôi trời ơi đó. Ô, cá bớt có đuối à. Bớt chim nó đuối. Bóp chim đắp đuối. Bóp chim. Bóp chim. Đắp đuối. Trời ơi, khu này cá nhiều quá các bạn ơi. Cá chim nhỏ. Cá bóp. Mua gì gái ơi?
cái con cá nhỏ dài dài là cá gì anh? À cá nhồng anh. Ờ cá nhồng to ghê, dài ghê bạn. Vậy cá đuối nữa các bạn nè. À cá nhồng, cá đuối. Tôm này giá đang bao nhiêu chị? À 150.000 cái tôm thẻ sống này các bạn. Bên trong nhà lồng đấy các bạn. Đây giá nó khác chị ha. À tôm hộp chết nè. Lớn chứ trời. Tôm trong nhà lồng, tôm sống này là 150.000 ký các bạn. Tôm to này bao nhiêu ký vậy? Này ấy, chú, 170.000. À, 170.000. Ồ, tôm to này 170.000 à. Trời đất ơi, lỗ. 170.000 mà. Quay quay ông chủ bán đi. Đây ông chủ đây, ông chủ bán tôm đây. Ồ, to ghê vậy. Con nào nó đã ghê. Giá 170.000 ký đây các bạn. Rồi cảm ơn ông chủ nha. Ồ, bên đây có cá lăn, à cá tầm nữa. Trong nhà lồng ép cua hải sản tươi sau khi tham quan Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh A Còng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.